Cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, hai đối tượng là Nguyễn Phước Thành, chú tại tỉnh Đồng Nai và Trần Huy Hùng, chú thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam. Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Thành đang mang hai gói ma túy có trọng lượng 498 gram đi bán cho người nghiện tại phường Tân Biên. Qua đấu tranh, Thành khai nhận mua số ma túy trên của Trần Huy Hùng với giá 195 triệu đồng về để chia nhỏ mang đi bán. Cơ quan cảnh sát điều tra công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Hùng và khám xét nơi ở tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ thêm 4 gói ma túy có trọng lượng 142 gram và nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy.